chắc là không biết chứ. À. Chị này. À, thường thường là chị bán bao nhiêu ký thường thường á? Phải bán đắt. À, 30 ký, 40 ký, 20 ký, 10 ký, 50 ký. À, còn bữa nay là ngày rằm. Bữa nay ngày rằm, bán chốn qua tiểu đủ rồi là 200. Là 200 ngàn. Lộ. Có lộ bí mật không? À, lên YouTube luôn nha. Lên lên YouTube đó. Nói thiệt mà. Hương Nhật nghĩ tiểu táo theo về đất nào nha. Hương Nhật nghĩ về đất nước Mỹ rồi. Thông báo cho bà con biết luôn. Thông báo cho biết luôn. Hương Nhật không nghĩ. Rồi. Đi qua tiểu táo đi hôm Sài Gòn tiểu táo đi nước Đức. Ok. Trong con Hiếu đó, Hiếu người Mỹ nó biết không? Biết. Hồi đó ở đây vượt biên nhiều cũng không anh? Dạ, vượt biên cũng nhiều. Dạ. Cái giờ dạ. Hồi đó ít đó mà coi như trên biển rồi bước xuống ghe đi. Bước xuống ghe đặt bánh ở đây. Dạ. Ông than cùi rồi đó. Đặt đây rồi dạ. Bước xuống đi. Dạ. Than cùi rồi đi. Than là em ông đen. Dạ. Than cùi rồi về bị chết rồi. Đó. Thì em của ông Đức Đen á. Ở đây hồi đó dở mà có ở biên phòng được không? Không, ở đây dạ. Có biên phòng. Dạ. Một cây số mới là cái người giống thiệu hồi ngày nó anh sáu anh em đi chích nó đuổi tôi đi luôn đó mà. Dạ. Không có đi được lắm. Dạ. Giờ đó sau đây đó yeah. Cái gì hồi hương đó. Yeah. Đó. Mà nó đâu có cái biển sao đâu. Tại sao đi nhớ lúc vậy nè. Đi không được. Sao sớm ở trên đây à, ở đây là con đường đây nó be con đường vô à. Trong kia rồi vô trong kia là tỏi yeah. Hành rồi yeah. Vô trong kia ruộng yeah. Ở ngoài đi biển mày nhưng mà vô ông đá lại ruộng nữa yeah. Không có bạn ở đâu yeah. Mày đem ở đây như bây giờ yeah. Nha tới mùa đậm nè yeah. Rồi 4 giờ ra yeah. Đây quýnh lưới vô cũng kiếm dài 300 yeah. Ừ. Không ở đâu mà bạn ở Ninh Tịnh đi yeah. Ở đâu nếu mày giàu lên kia là có chết luôn yeah. Đi là đất này con đồ học này mới cả tiền như yeah. Yeah. Không là không bây giờ mày nói ở đâu mà quen nên tỉnh yeah. Đi yeah. Cái đàn đi đàn ông làm có tiền chỉ là yeah. Về quế làm không tiền đâu yeah. Như tóc 47 tuổi thì nhỏ hơn mình mấy tuổi luôn mẹ chục hả mẹ chục bên 47 tuổi mà kêu nhỏ hơn mình mấy tuổi rồi ủa chị biết kêu bằng hả chị hả chị kêu bằng xe ủa chị kêu bằng chị thì giờ kêu bằng em chứ giờ kêu bằng xe nữa cũng khá là khá ở chứ tiền rồi đây dạ cảm ơn. Sáng nay Phương lại rong ruổi ở Ninh Hòa để bà con cô bán chị. Sáng đây thì Phương sẽ quay một cái làng biển nhỏ. Làng biển này là thôn Ninh Thịnh, xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa để bà con cô bán chị. Nếu mà từ Nha Trang ra đến cái xã này đó thì tầm khoảng Phương nhắm thôi, khoảng 50 cây số bà con cô bán chị. Bây giờ bà con khán giả đi với Phương ha.
Mong rằng những video Phương đăng đó cũng nhiều khán giả yêu thương đăng ký kênh ủng hộ cho Phương ha. Bây giờ Phương bắt đầu Phương đi ạ. Bên đây có một cái bán xe trái cây lưu động này. Dạ con chào bà. Đi chợ giờ hả bà? Dạ. Chợ giờ này còn đông không bà? Dạ. Giờ này cũng tan rồi hả? Hôm nay là ngày rằm, thành ra chợ cũng tan sớm. Cho nên là bán trái cây nè, bán trên xe di chuyển liên tục. Anh bán lựu rất là nhiều. Đây là cầu Ninh Phước. Một cái cầu nhỏ thôi. Dạ chào anh. Bên này có một cái nhà nhỏ đậu ở đây nè, cái cano nữa. Trước màn hình bà con khán giả là chợ Ninh Phước. Giờ này là 7 giờ rưỡi. Hồi nãy Phương hỏi cô kia đó, giờ này là cái chợ cũng tan rồi. Bên này là bán phở, tôm nè. Này là bán cháo. Bán bún bò. Bây giờ Phương sẽ đi vô chợ ha. Rồi em chào anh. Chợ cũng vắng hả anh ha? Chợ cũng vừa vắng rồi. Dạ. Ở đây là đông nhất là lúc mấy giờ anh? Đông nhất là 5 giờ 6 giờ rưỡi 7 giờ lại. Dạ. Rồi bây giờ bắt đầu tan rồi á. Rồi em cảm ơn anh ha. Cái lối kia mình đi xuống cái thôn nào anh? Lối này nè. Lối đây là lên cũng không Ninh Tịnh nhưng mà lối đó lên sớm chùa. Sớm chùa. À. Sớm đó bà con đông không? Đông đó. Dạ, sớm chùa. Đó nó có nhà trắng con phe như kiểu đó đi. Dạ. Nhà trắng con phe như kiểu đó. Dạ. Nhà trắng. Nhà trắng phe như kiểu. À dạ. Mà nhà đó có gì đặc biệt anh? Không biết nó có kiểu cổ phát tài phê phát gì đó làm nhà trắng. Dạ. Cái nhà nó lâu chưa hay là người ta mới xây đây? Mới xây đây. À mới xây đây. Dạ. Cảm ơn anh ha. À vậy đó hả? Chỗ này là bán bông, bán bánh ngọt rồi nè. Ơi chào em gái. Ờ chợ không vắng ha. Ủa em gái cái bến ké nằm đâu? À ở ngoài đây. Dạ thẳng vào đó luôn. Dạ. Bữa nay rằm này chợ. Dạ. À đóng phim mà giờ bây giờ đóng phim chị muốn vai gì? Chị muốn vai gì? Hả? Vai thím hả? À thím mợ rồi á. Con chào cô.
Cô bán nước mắm nè, rồi bánh tráng. Sáng giờ bán được không cô? Bữa nay rằm hả, bán ế hả cô? Dạ. 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 Còn nhiêu đó hả cô? Nhiêu vậy? Nhiêu cô? Cái đó nhiêu, nhiêu một bịch? 40 ngàn. Dạ. 40 ngàn. Dạ. 40 ngàn. Màu màu có quay phim nha, bán chè nha. Dạ. Cô bán chè cũng ít mà hả cô ha? Nấu một bữa đâu có 2 kg à. 2 kg à? Dạ. Rồi bữa nay là bán chè gì cô? Chè đậu gián. Chè đậu gián. Còn có 6 bịch à? Năm ngàn một bịch. Dạ. Nhà bà còn đây không bà? Ở trên kia. Dạ. Gánh phun xe không? Trong xe. Chỗ ở chỗ xóm nhà mới á. Xóm nhà mới. Bà chỉ bán chè đây thôi hả? Chè duyên nữa. Dạ, chè duyên nữa. Đổi món liên tục hả bà? Lâu lâu bán chè này, ít bữa bán chè kia. Dạ. Chỗ còn chè nước chè đồ, giờ gánh té gánh đồ gánh không nở. Dạ. Bây hôm gánh té gánh ép xuống chè bớt luôn. Dạ. Bây giờ gánh té gì nổi nữa? Giờ gánh không nở nữa. Dạ. Gánh từ sớm đầu làng rồi mà xuống đây nhờ. Dạ. Cháu nó gánh dùm. Dạ. Gánh rước quá phim. Dạ. Đóng phim ha. Ủa ở đây mới có đồng phim sao đóng phim? Dạ, đóng phim á. À. Ủa ở đây vậy là có ai đóng dây quần chúng đồ không? Dạ. Đi đóng đi quần lên luôn mà. À nữa. Nó ăn cái hết đỡ luôn á. Quần chúng này đóng quần éo luôn. Hả? À. Hả? À. Mấy bữa tới đây ca. Dạ. Vậy đó hả? Mấy ngày luôn. Hả? Nha Trang biển xanh. Biển xanh hả? Dạ. Nha Trang biển xanh. Dạ. Anh có coi kênh của em hả? Rồi cảm ơn anh. Có biết là tụi chào online hả? Dạ. Coi mấy người biết là tụi chào online hả? Rồi bữa nay bán được không anh? Trời thì không có tự. Dạ. Còn mấy cái ngày mà thường đồ người ta đi biển rồi. Chào, xin chào. Biển anh muốn quay biển là quay 6 kg. Dạ. Không có vô. Dạ. 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 Ở đây nó đi chợ sớm lắm. Dạ. 5 giờ 5 rưỡi là nó đi. Dạ. Lại đi chợ sớm. Dạ. Lưới 2, lưới 2. Cái lưới 2. À cái lưới 2. Cái lưới 2 là ổng bây giờ đi vô hay là vô sớm không biết nữa à. Dạ. Bữa nay ngày rằm người ta cũng nghỉ nhiều ha anh. Ngày rằm người ta chay nhiều. Dạ. 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 Ở đây là chợ Linh Tỉnh xã Đức Phước. Dạ. Rồi anh bán chợ này lâu chưa? Bán này khoảng 2 mấy năm rồi chứ cháu ơi. Là anh bán chứ còn bà xẻ anh? Có chứ, bà xẻ có bán chứ. Dạ. Hai chồng đi bán. Dạ. Hai chồng bán luôn. Tôi nhờ nhà có ai làm biển không anh? Không, tôi dân ở Linh Què xuống đi bán mà. À, chứ anh không phải là ở làng ở đây. Không. Dạ. Dạ. Ở đây là dân về xuống đi bán. Dạ. Ninh Hòa là anh ở Ninh nào? Cách đây khoảng 22 cây. Dạ. 22 cây đó. Dạ. 22 cây từ nơi xuống lên tỉnh 22 cây. Dạ. Rồi mấy giờ ở nhà đi rồi chắc không phải 4 giờ. Không. 2 giờ rưỡi rồi đi. 2 giờ rưỡi đã đi rồi. Rưỡi phía lên chợ lấy đồ. Dạ. Lên chợ Vinh đó. Dạ. Cấp hè là xong mình đi lấy hàng xong rồi chạy xuống đây là khoảng 4 giờ 4 giờ 15. Dạ. Nãy cái ghế này quay bí gian chưa? Dạ chưa, chút nữa em quay lại. Bí gian bên kia à? Dạ đúng rồi. Em quay một lần rồi. Em cảm ơn anh ha. Rồi em chào anh. Nó mua dùm chè khách đi mệt, nói mệt ăn. Dạ. Còn lại 6 bịch. Có mua hết cho bà nha. Hết đi. Dạ. Nó hồi đó là làm đế bây giờ gánh đâu nổi, làm gánh thuê cho người ta á bà. Hồi kia làm đế gánh gì đi bán cơm nước mẹ giờ không có gánh được. Dạ. Giờ gánh đi làm à? Dạ. Mẹ bây giờ không mình mẹ, mình nuôi hai đứa cháu cậu. Dạ. Chồng vợ chồng xe nhau hết rồi, giờ có mình mẹ à. Dạ. Còn con của bà đâu?
con nữa tôi nó đi làm ăn hết rồi. Dạ làm xe rồi. Đi làm xe. Dạ. Làm xe mà làm ít tiền á. Dạ. Tháng mình có 4 lần rồi. Dạ. Rồi làm dạ. Đủ như con mà. Dạ. Có đầu tới nuôi mẹ. Dạ. Bây giờ con mua hết chè cho bà nha. Chị ơi, không em mời chị đó. Em mời chị đó hả chị? Lại một cho nó nhiều chí. Rồi chị đến mua chè của muộn ngọt mè. Dạ, em mời chị đó chị. Chị mua chè. Rồi bé hai bị chè. Không không không, em mời chị. Không em mời chị đó. Mời em cũng cho bà cho không ai lấy tiền. Em mua. Nha nha nha. Rồi bà. Mời ái vô ái mua giùm. Dạ. Ủng hộ giùm chị nha bé ha. Đây bà. 30.000 cũng gửi bà luôn nha bà. Cảm ơn. Sợ chị gì ngon quá em lại. Cái gì đâu ngại hả? Nè chị nè, ủng hộ chị nè. Đây đây đây, để em mời. Thôi chị mời giùm em đi. Chị mời chị gái. Hello. Chị gái. Đâu rồi, quay quay cái gì đâu mới sợ. Chị đâu sợ, chị gái mời giùm em đi. Đó. Cầm mời giùm em nha. Ở đây nè. Mời lá người ủng hộ. Rồi. Ta chụp hình với Nguyên bữa nào đi. Đó, mỗi lần quay phim cũng ngại. Tại con cũng ngại. Đây mời em gái nè. Đây đây em gái. Anh mời đó. Hả? Đây bà. Anh ơi. Dạ. Em mời anh chị nha. Dạ. Rồi em chào anh. Rồi xong rồi. Rồi bà cũng đi về đó bà ha. Từ từ kia. Dạ, bây giờ là còn ngồi chơi hả? Bé mượn tiền bồ trai ngồi chơi. Bà cũng nói chuyện vui. Bây giờ Phương ra phía bên này. Bên này là sạp bán vải nè. Đường cái đường ở đây mà đi mua mà nó gây tỏi nọ được bắt khô xanh nọ bên đó thấy bị cá nhưng mà mới được bắt bên đây là chị bán trái cây. Dạ chào chị, chào chị gái. Bán cũng gần hết rồi hả? Dạ em bất ngờ mà. Rồi chị này là bán rau nè. Rau này nhà mình trồng hay là mình mua ở chợ Vinh? À chợ trồng, nhà chị trồng đó. Dạ. Anh nói bữa nay tôi ăn ngon mà quay được phim nữa hả? Dạ, được ăn ngon mà được quay phim nữa hả? Ăn phim. Dạ. Thôi em chào hai chị nha. Bên này là chị này bán hải sản khô. Bán mực. Ăn gì che hả mực chứ. Bán cá hố nè. À lên truyền hình biết rồi hả? Bữa giờ lên nhiều không? Bữa giờ lên nhiều không? À vậy. Lên hình lắm hả bà? Ai coi số máy đeo đúng rồi lên thế giới rồi cho bà con ở xe rồi nhớ bà con sớm bình đó. Cái bến ké ngồi đây đó hả? Cái thứ hai rồi hay vô ngồi đây. Dạ. Dạ. Chào bà. Bà bán cải chua nè. Dạ. Bữa nay bán được không bà? Bán được 5kg không? Dạ. Cái ngày rằm mình về mình kho chay cũng được mà. Dạ. Rồi bên đây là
chè cá. Đây là bán cá. Đây là cá lưới vô nè. Ồ. Rồi ok. Rồi. Đó. Được rồi. Đi Rồi, có nhiều khai hết nhiều không? Rồi, bữa nay là bán hết rồi hả? Bên tới chợ là có nhiều tự khai luôn ha, tự khai luôn. Chị bán chợ này lâu chưa? Bán lâu rồi. À, 14 tuổi em mới tên giờ. À, 14 tuổi. Chị ở làng này luôn hả? Chị ở sau bên đây, Ninh Hiển, thôn Hiển Xã Đông Phước. Dạ. Ở cái Ninh Tịnh cái chồng Hiển. À. Hiển thì Mỹ Thơm. Rồi. Ông bà Mỹ Rồi. À. À, thường thường là chị bán bao nhiêu ký thường thường á? Mà bán đắt. Ba chục ký cá, bốn chục ký cá, hai chục ký cá, một ký cá. À, còn bữa nay là ngày rằm. Bữa nay ngày rằm, bán chống qua tiểu đổ rồi là 200. Là 200 ngàn. Lộ, có lộ bí mật không? À. À, lên YouTube luôn nha. Lên YouTube đó. Nói thiệt mà. Hương Nhật này tiểu táo theo về đất Lào nha, Hương Nhật Nghĩ nha. Hương Nhật Nghĩ về đất nước Mỹ rồi. À. Thông báo cho bà con biết luôn. Thông báo cho biết là Hương Nhật thông Mỹ. Rồi. Đi về tiểu táo đi hôm ra Sài Gòn tiểu táo về nước Đức. Rồi. Rồi, chúc chị luôn vui vẻ nha. Rồi. Rồi ok. Ủa vị trí mình bán là ngồi đâu? À, ngồi đây hả? Rồi người đây là xí chỗ rồi. À vậy đó hả? À nhường lại cho em này. Rồi đây là đây nữa hả? Là cái là lưới mới vô nè. Rồi quay lên nha, quảng cáo rồi vô mua cho cá trong chợ nha. Cái liệt nè. Dạ. Lên YouTube đó. Dạ. Chị này vui nè. Đây nè, chợ Ninh Tịnh nè, chợ Ninh Phước nè. Rồi. Ai sao muốn đi đâu ghé lại đây mua ké từ mới vô nè. Rồi, ké mới vô nè. Nè, ké mới vô cái già còn nhảy nè, cái xanh rồi, con xanh nè. Cái đó bao nhiêu một ký chị? Cái già đây có 50 ngàn ký à, con xanh có 30 ngàn à. Con xanh là 30 ngàn, cái ồ là 40 ngàn. Rồi. Con mực. Mực đang 100 ngàn ký. 100 ngàn ký. Rồi. Mực hàng hải sản mới vô không à, tại chợ đi không à. Đứng đây vô chợ đây ăn nha mấy bạn. Xuống đây gặp mặt Hạnh nha, đồ tới hàng khác mua là Hạnh ơi, uống công Hạnh giới thiệu á. Đây, cái vô trong chợ là mua chị Hạnh nha. Mua chị Hạnh nha. Còn mua em Thơm sao? Em Thơm đó ở Mỹ Giang nó xuống đồng mua đó. À đây là Mỹ Giang. Đừng mua em đây. Hạnh là người Ninh Tịnh là mua chị Hạnh ơi. Em mua ké tới em Thơm với chị Hạnh nha, đồ tới ai nha. Đó. Em Thơm người Mỹ Giang mà mua đó nha mấy bạn. Em Thơm ké Mỹ Giang xuống đây cái biển tại đây mất rồi. Rồi. Rồi Giang nha. Mua giùm Hạnh nha, ghé ơi. Chị bán đây là bao nhiêu năm rồi? Chị bán ở đây đúng là 21 năm rồi. 21 năm rồi. 21 năm. Dạ. Rồi bên đây thành phố chứng minh cho anh Tịnh rồi. Dạ. Là chùm nhất rồi hả? À, chùm nhất cho anh Tịnh rồi. Rồi, bye bye nha, lên đường nha. Rồi, chào nha. Rồi, lên đường. Có nhiều khai hết á. Lời nhiều khai nhiều á. Lên thế giới là biết hết đó mà. Đi bến. Dạ. Yeah.
cái bến ké là ghi vô là ngay chỗ đây. Dạ. Ké Ninh Thuận vô là ké Rẹn, ké Xăng, ké dạ. Ké Tanh. Dạ. Ké Tanh á. Dạ. Còn ké của chị là từ Ninh Thủy xuống. Dạ. À cái Rẹn này ăn nó không bị hơi rốn á. Hơi rốn á. Dạ. 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 Cái đồng cỏ đi. Dạ dạ. Chó che em rồi. Dạ, không sao chị. Dạ. Cái chị là tên dốc lớp cái hèn xuống. Dạ. Cái sông Tanh là cái dạ. Cái hồ cái sông rồi. Thôi em chào chị Hạnh nha. Rồi bên đây cũng còn ké nè. Qua bên đây là ké rồi đó. Qua anh Thành đó, qua anh Thành rồi bắt đầu ké. Còn qua bên đây là đây là tàu là ké cha rồi là ké sân bãi ké đường. Ồ bên này là bản dép rất là nhiều luôn này. Dạ chào chú, chào cô. Này là cô là bán xăng. Rồi bán bánh kẹo, bán thuốc lá nè. Này chỗ này là ké lưới là vô ở đây, chỗ này. Anh này là mới vô nè, mới đánh lưới vô đã Phương tới Phương hỏi ha. Dạ chào chú, bữa nay đi lưới có không chú? Ít dạ có ít đó hả? Để mình chụp hình nữa hay gì vậy? Dạ. Mới ông mới đi rồi bây giờ. Ông kia hả? Ông kia ông chụp hình còn em là quay phim. Chụp nếu sức tâm lý cho tung tung lên lỏng là hình dạ. Đen. Dạ, hình trắng đen. Dạ. Mới chụp nó đi đâu? Dạ. Rồi bữa nay là được 15 ký không? Không, không có. Ghẻ dạ. Mà lâu dưỡng lại. À, ghẻ hả? À, đúng ghẻ mà. Dạ, ghẻ đâu không thấy? Ghẻ bán rồi. Ủa, bán rồi. Đây là lưới ghẹ. Lưới ghẹ. Dạ, lưới ghẹ này. Dạ, sửa lên xuống ra vừa. Dạ. Giặt lưới rồi đi vừa. Dạ. Qua phim đi đâu qua. Dạ. Qua phim đi đâu qua để thôi. Dạ, quay lên cho bà con đi xe này nhớ bà con xóm Diền đó, làng xóm mình. Vì anh ở xóm đây luôn hả? Xóm dưới kìa. Xóm dưới là kêu bằng xóm gì? Xóm bóng, cũng xóm bóng ở đây nè, từ khu vực ở đây trong dẫn xóm bóng. Xóm bóng. À, cái tên đây là xóm chùa. Xóm chùa. Đường giữa đường lên nè. Dạ. Từ đây là sâm chùa. Trên đây là sâm chùa. À, còn dạ. Đây là thuộc khu vực sâm bóng. Sâm bóng. À, ở ngoài này cũng có sâm bóng nữa hả? À, sâm bóng. Dạ. Bóng là biển rồi. Đấy, nó, dạ. Chùa. Dạ. Sâm chùa. Dạ. Ủa chú, sâm bóng là sao mà ta kêu sâm bóng? Việc ở đâu? Thì mới à. Có ông hồi xưa ông đặt đó nè. Dạ, sâm bóng. Sâm bóng sâm chùa. Dạ. Vậy tôi ở gần thiết mặt đường một phía trong ở nhà. Dạ. Nhà du lịch lắm. Dạ. Trắng hả? Dạ. Du lịch đó là du lịch gì chú? FC gì vậy nữa, dạ. Cái bảng mà. Dạ. Đây là chú đi cái thúng này xe không chú? Đi cũng gần. Dạ. Mấy giờ chú đi rồi? Mấy giờ anh đi rồi? Đó là 2-3 giờ vậy. Dạ. 2-3 giờ hả? Rồi bữa nay thì Phương cũng đi an tâm nè. Đó cái ông đi chụp hình là ông này á. Đó ông chụp hình nè. Đó anh mới nói là mới ông chụp hình bây giờ tới ông quay phim nữa. quay phim là lên sóng. Lên sóng là gửi nước. Chưa, ta đi xa quê hương ấy. Ừ. Ta nhớ lại. Dạ, nhớ đúng rồi. Đúng rồi. Cũng như tôi bèm bèm đi, tôi đi Mỹ hết rồi. Rồi. Nói lại. Đó. Khi mà nó nói là nó. Ờ. Ủa, bạn tao nè. Thằng ăn nè. Dạ. Nó biết gì, nó biết. Là nó biết. Nên mà nó nhớ lại cái kỷ niệm hồi đó. Cái dịnh này là hồi xưa là hay ruốc đồ. Ờ, ruốc. Cơm đồ là nó hay đóng trong này nè. Ở trên kia nó xuống nó kèo. Cái nấm bán hà á là chỉ hôm vô đây hình như đúng có rồi. Một năm á là nó lặn á, nó lặn nó chết á, nó chết ở đây nè, nó lặn nè, bận rút á, bận rút á, là nó chết á. Mấy tờ mùa này in với mùa sống kìa, mấy hôm mới coi là cũng chết. Dạ, dạ. Ra cắm biển nó bước ngã, lúc nó xí ra. Đúng rồi, đúng rồi, nó đưa ra. Đưa ra anh ở đây nước bị sấy hay bị sấy không hả? Cái này cái dịnh mà, à. Cái dịnh là nó hay cuốn đúng rồi. Ra.
nó theo cái con nước á. Dạ. Mùa đông á, đợt sóng bẻo á, dạ. Cắm biển du lịch mở ra chết bằng tay. Dạ để thuốc anh. Anh chỉ là ở đây đó là bạn anh ở nước ngoài nhiều không? Ở mới rồi. Dạ. Dạ. Rồi lâu quá liên lạc không? À, tôi cũng ở Ninh Thủy rồi. À Ninh Thủy. Ninh Thủy. Ninh Thủy là ở chỗ nào? Bên trên Bái Hà hay Ngân Hà? À, dưới Thủy Đầm vậy. Thủy Đầm. Ở dạ. Cháu ở ốc hả? Cháu ở ốc hả? Vợ tôi là cháu ngoại ông Công. Cầm hỏi hỏi rất bà con các bà con không chưa mất về đó. đúng rồi về sau ở sau đi đường luôn đấy đúng rồi bốn lập đó à, thì nhà ông lập rồi là à, biết ông Diêu không? Anh em ông Diêu rồi đó. Ông Diêu ông Diêu à, đó là bây giờ ông bán nhà đó ông về đó. Trên Thành Danh rồi Diêu có vợ ngày xưa đó trong con Hiếu loạn à. Hiếu người Mỹ nó biết không biết ông tơ ông cả rồi cũng dòng hạ luôn á đó thì dòng hạ đó đông lắm tôi kêu bằng ông bằng cậu không à rồi cái thằng gì mà là cháu với con bè thứ hai của bác đó con lắm này biết thì là hỏi ngờ có bà con không á dính ở đó nếu mà ở đó là dính chùm rồi dạ ở có thứ đầm đó quê quại đó mà dạ vậy là dính chùm rồi dính rồi chạy dạ. Đâu hết đó ông được hài đồ đó rồi. Ông sáng làm khóm trưởng đó ông sáng rồi đó đó là cũng gặp hạ dạ. Đó là nói chung là thì lối nói chung là thủy đầm là quen hết luôn à dạ cái khu hậu xưa ở đó là mà anh đây lâu chưa giờ đây cũng lâu cháu mất giờ mới lên đây chứ không giờ đây giờ họ ở dưới đây thì bé một đất cũng vậy bé hết họ xuống kia bên mua đất và ở mua đất cũng rộng rồi đó như cái mới đứa con rồi đứa anh em rồi họ thấy trầm mấy cái giả đó là đường trâu đó rồi bé cặp khó rồi họ dạ dân họ phía vợ tôi dạ à vậy bà con luôn hả à vậy bà con rồi à, nên nói là cháu ông Công là biết rồi, dạ. Nó hồi là lòi ra bà con nè bởi vậy đi né cho lòi dữ xuống Bá Hà là dạ. Một làng dạ xuống Bá Hà dạ. Ngân Hà thì không có chứ mà Bá Hà dưới Thủy Đầm dạ Bá Hà là quê nội dạ. Thủy Đầm là quê ngoại đó tôi họ thanh niên phải ăn dạ. Uống rồi cho bọn con thủy rồi tôi lắm mẹ dạ. Ở đó hả đến là nhà bà ngư dân đập để tẩu mà mất lần trường thuốc tôi muốn cái quơ cái mọc cái rau ra anh em nào giỡn cái rau đền nó rồi đền họ làm quẹn á bắt con tròn hồi đó mình trẻ mà thì ra con mày cũng nổ quá tao mới quơ đó nổ quá mẹ anh nổ mà quơ chúng nằm cái công an kêu lên à. Đâu kỷ niệm không vui không à. Vui không là tình cờ gặp ha rồi. Anh tên gì tên Điêu dạ em quay lên nhiều khán giả biết đến anh nè tên Điêu dạ anh có mấy người bạn ở nước ngoài à. Nhiều người chứ mà nhiều hả mệt. Có người nào thân không căn điểm tên điểm à hồi giờ có liên lạc với anh không hồi giờ có liên lạc với anh không à. Giờ dạ mà có ổng cũng dòng hạ dạ với mấy thằng ảnh đèn dạ rồi dạo này làm biển được không anh không dạo này biển ghi quá dạ vậy rồi giờ cũng thưa nó làm dạ. Nhiễm đó giờ dạ cái này dân lưới ghệ chị nhàn rồi cái này là lưới ba màng chứ lưới ghệ hả? Tôi thấy là ta. Ủa con một con cho mấy nè anh. Dạ. Con này cũng giảm rồi đâu anh. Đồng dạ. Thương á. Biết hết rồi. Còn phía ông về là bà mẹo đó biết mẹo bà rẻ đó phía ông về phía nậu
Hồi đó ở đây vượt biên nhiều cũng không anh? Dạ, vượt biên cũng nhiều. Dạ. Nó giờ dạ. Hậu đang ít đó, mà coi như trên biển rồi bước xuống ghe đi. Bước xuống ghe à. Đặt bánh ở đây. Dạ. Ở than cùi rồi đó. Đặt đây dạ. Rồi bước xuống đi. Dạ. Than cùi rồi đi. Than, than lại em không đen. Dạ. À, than, than cùi rồi về bị chết rồi. Dạ. Đó. Thì à, em cũng đứt đen á. Ở đây hồi đó dở mà có ở biên phòng được không? Không, ở đây dạ. Có biên phòng. Dạ. Mình chơi số mới là cái người gì giống thiệu hồi ngày nó làm sao anh em đi tích nó đủ tôi đi luôn đó mà. Dạ. Không có đi được lắm. Dạ. Giờ đó sau sau đây đó yeah. Cái gì hồi hương đó. Đó. Yeah. Mà nó đâu tại, nó tại biết sao đó. Tại sao đi nhớ lứa vậy nè. Ờ. Đi không được. Thành ra ở lại quấn ghẹ. À quấn ghẹ. Anh đi bây giờ đâu biết đó. À. Chứ ở đâu. Mà biết biết đâu là lúc mà đi được á là rau bộ đồ cạo sạch sẽ rồi chứ lên đồ đồ đẹp nữa chứ không tiếp nữa tiếp nè tiếp 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 lộ nói ra dính trùm tùm luôn á dính trùm rồi thôi cho xong cho dạ rồi anh đi đi rồi xong rồi. Ồ cái bên kia là kéo cái thúng vô bằng bằng cái xe công nông đó hả? Ờ tại vì thúng này cũng nặng người ta kéo. Còn anh kéo bằng cách nào? Kéo bằng tay hai ba người kéo lên. À hai ba người. Bây giờ đi lên đi không? Dạ. Đi lên nhéo rồi. Bây giờ thúng chạy là có máy chạy luôn. Dạ. À có máy luôn mà. À anh chạy lên luôn chạy thêm. Rồi bắt đầu đi bộ vô. Nước đây cũng cạn mà không anh? Cái thúng nhiều vậy. Dạ. Cái thúng mình đi kia mới được. À một cái thúng nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ nữa. À ủa thúng không thúng bằng đá mà không dạ kia bằng thúng nhỏ đẩy thúng lớn á. Con Mỹ, Canada, hai ba nước nữa. Và hôm qua bên đó, ông về về. Rồi bữa nay làm kiếm được 300 không anh? À, kỹ lắm. Dạ. Yeah. Mỗi hôm đi dắt lấy triệu. Dạ. Mỹ, Canada, được luôn. Dạ. Con sáng giờ. Căng ngò. Con sáng giờ. Căng ngò giờ nghỉ, giờ mất mẹ chiều đi bán mực, nó bãi. Dạ. Rằm mà. Tủ keo nó xuống nó đẻo quá, mình sợ nó mang lưới. Nó phải động mà. Mình quýnh mà mấy cái rành, mấy cái dịnh. Ờ, quýnh dịnh. Quýnh dịnh, quýnh rành. Quýnh chớ. Ờ, quýnh chớ. Con quá là cũng đã kèo, đã kèo. Con heo nằm phía bên nào anh? Con heo hả? Bên đó. À bên đây, hòn heo là phía bên này. Dạ. Dãy núi này là hòn heo á. À. Tương nhọn nữa. Dạ. Dãy núi là hòn heo. À, vậy là biển nên ôm cua như thế này. Dạ. Mấy ông nói là cái đường này nè ra, dạ. Ra Phong Vân. Dạ. Đèo đèo đẹp lắm. Dạ. Mấy ông nói ra quay đường đâu trên nào đâu. Đây nè. Tí nữa mình đi trên đường á, mình đi dọc đó là quay cái cảnh mấy cái vịnh đẹp lắm. Ờ đi xuống dưới đá mẹ mà đi bằng xe máy. À trên này có con đường đúng không anh? Cái đường đi xuống Ninh Vân á. À Ninh Vân, Ninh Vân. Mở đường đi Ninh Vân á. Dạ. Mở đường giờ cái đường giàu đi xuống Ninh Vân luôn. Dạ. Bỏ đi hồi xưa đi đại rồi. Dạ. Hồi xưa có im á, có gì mà. Ừ thì lúc đó là ra gặp mua dầu đồ cái rồi đi. Mình đi ra bảy giếng đồ đi. Dạ. Dỡ đồ ăn đi ở lại chứ. Đi mình đi ra khỏi là mong đi khu vực ở ngoài biển luôn. Dạ. Đó là cũng một cái làng biển. Dạ. Ở bãi giếng á. Bãi giếng bãi cát dài luôn. Dạ. Bãi cát dài trắng như bãi dài vậy. Dạ. Mà nó kêu là bãi giếng. Dạ. Mình đi ra đến xe không anh? Ở đây mình đi xe ra xa. Dạ. Nó ở dưới đèo Cổ Mã, dạ. Khu xuống là lên đèo Cổ Mã là Cù Mông là dạ. Qua Tuy Hòa. Dạ. Nó nằm ở mặt biển Tây Phạm. Dạ. Mình đi mặt đi xe mông mình đi ngon nhá. Mình đi hướng cả đỏ rồi, hồng đỏ hồng đỏ. Cả cà lè rồi dưới kia mình qua cảnh mà. Nó đẹp chứ, nó cho yếm rồi. Anh
Thôi em chào mấy chị nha. Rồi. Quay xong rồi, quay đây xong rồi. Vừa quay vô này. Giờ bắt đầu là chợ tan rồi. Con chào cô. Ủa? Ủa mỗi lần quay là có tiền hả cô? Dạ. Vậy đó hả? Lên là có tiền hả? Cô có tiền rồi, cô hỏi như nữa. Tiền cầm trên tay gì cô à? Dạ. À, lên tivi rồi chứ. Hả? Quay cho bà con đi xe làng mình rồi nhớ bà con xóm giềng mình nè. Dạ. Vậy mà bán trước là ta bằng mấy nào? Không, tự nhiên nó hay rồi chứ. Tự nhiên nó hay hơn chứ. À, đúng không cô? Tự nhiên nó hay hơn chứ. Bây giờ Phương qua ngay chỗ hơn người ta bán hàng ăn nè. Giờ bắt đầu là dọn rồi, chuẩn bị dọn rồi. Dạ, con chào ba. Quay mấy người ngồi lên không? Dạ. Đâu lớn tuổi ngồi tâm sự gì đâu mà ngồi lên. Con quay gì đây? Dạ, con cũng đi quay chỗ này chỗ kia cho bà con nhớ về cái làng của mình đó cô. Dạ. Lên truyền hình. Dạ, lên truyền hình, lên thế giới luôn. Dạ. Mày còn muốn quay xem mày đi về thế giới rồi, cũng chỗ này. Đâu? Quay lên thế giới bà con mà đi xe nên nó nhớ đến cô. À, đến cô 6 cô 7 luôn. Dạ đó, nhớ bà cô ngày trước ở làng Bình rồi đó. Cô ở gần đây luôn hả cô? À, ở gần đây. Dạ. Ở trên bè cô. Dạ. Kêu bằng cái xóm chùa hả cô? À, xóm chùa. Cái chùa đó lâu luôn cô. Dạ. Mấy chục năm rồi, kêu bằng cái chùa gì cô? Cái này chùa. Chùa Tư. Dạ. Chùa Tư sau mùa sau này đem xuống núi về có. Dạ. Bây giờ còn có cái giếng mà giờ cái đất đập người đông á, phé cái giếng nó đem nó cái chùa. Dạ. À, coi như là cái chùa còn không cô? Không, mất cái chùa rồi. Không có chùa. Dạ. Ở đây dân làng ở đây ao cũng có cái chùa luôn. Dạ. Có cái đình ở chỗ đó cái chùa. Dạ, có cái đình. Ủa cái chỗ cái giếng đó là cái chùa mà chùa tư thôi. À, dạ. Giờ phé cái giếng đó rồi. Dạ. Dạ, tắt nhà rồi. Em bên đây là chị cũng mới đi chợ về. Mới đi chợ về cũng xong rồi ngồi đây nói chuyện. Này. Chị cũng ở gần đây luôn hả? Gần đây bán nước. Dạ, ô bán nước bán đây đó hả? Giờ cũng hết rồi. Dạ. Ở sân bóng. Ở sân bóng là sân dưới. Dạ. 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 Con tưởng đâu chỉ có sân bóng ở trong Nha Trang á chứ. Mà bây giờ có dạ. Sân bóng. Đội 4, đội 4, đội 3. Dạ, con tưởng đâu là ở trong sấm bóng chỉ có sấm bóng thôi, ở ngoài đây thì có cái sấm bóng nữa. Dạ. Rồi chị bán gì, bán cà phê hả? Bán nước mát. Dạ. Bán nước mát. Dạ. Giờ về bên... Đây là bà Tư hả? Dạ, bà Tư. Đây là bà máy. Chị Tư. Còn cô bà Sáu. Bà Tư với bà Sáu. Đây là bà Sáu nè. Bà hai bà la chim mé nước. Ai đi xe là nhớ đến bà Sáu nha. Đây là bà Sáu. Đây là chị Tư. Không chào cô. Em chào chị. Rồi bên đây là bánh căn trứng. Bên kia là bánh xèo. Này chị bán bánh xèo nè.
Ủa bánh xèo giỏ không hả? À gần hết rồi. Vì bánh xèo giỏ chắc 10.000 bốn cái không? 10.000 bảy cái. Thôi em chào chị nha, chào chị bánh xèo. Bên này là chị bán bún thịt nướng. Rồi bên đây là bán vải. Rồi bán gì em gái? Hết rồi. Hết rồi hả? Đây này chị bán đậu nành. Rồi bán sinh tố. Rồi chào cả nhà. Rồi bên đây là bánh mì. Giờ quán còn hả chị? Dạ. Dạ. Chị ở đây người ta không đi biển thì người ta làm cái gì? Chắc làm Hyundai đồ hả chị ha? Hyundai là dạ. Ruộng đồ cá đó. Dạ. Ở ruộng là phía nào? Trong kia. Trong kia đi đi. Sau, dạ. Sau cuối đèn đây nè. Dạ. Em ở đâu vậy? Em ở Nha Trang á. Đèn hả? Dạ. Dạ. Rồi một ngày buổi sáng gì vậy bán được? 100. 100 ổ. 100 ổ thì vừa bét trong lò đông như vi. Dạ. Vì phải như thịt cốt. Chị bán đây lâu chưa? 20 mấy năm rồi. Dạ. 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 Rồi ra đại học thì cũng làm ở Nha Trang hay đâu chị? Một thằng thì nó làm ở Sài Gòn á. Dạ. Dạ. Hai đứa con đại học hết rồi. Dạ em ăn rồi, cảm ơn chị. Thôi em chào chị nha. Đây là chị bán bánh chuối. Dạ. Ớ quá à. Dạ. Ủng hộ hả? Bánh chuối nhiêu một miếng? 2.000 hả? Sao bán 20.000 đi? 20.000. 20.000 đi. Bà tặng cho 2 miếng nữa nghe. Dạ. Đó, đây 2 miếng luôn á. Đây là 20.000. Ờ 2 miếng luôn á. Dạ. Bây giờ còn nhiều đó. Là chị cũng đi bán dạo chứ? Bán dạo chứ, mẹ dạo giờ chợ ten là còn dạo nữa. Rồi không hết rồi sao? À, không hết, giờ từ từ tính sau, chứ giờ biết sao nói. Dạ. Giờ bé lớn ấy. Thì ở làng đây luôn hả? Ở Hoài, xóm Hoài ấy. Xóm Hoài là xóm nào? Ở Hoài, Hoài cái, Hoài đầu làng á. À, đầu làng á. À. Bây giờ chị, nhiêu đó là 20.000 hả? Thôi để em mua rồi chị đỡ đây ai ăn giùm em nha. Em lấy. Không. Không sao đâu, cho em ăn gì hết, một mình em ăn gì hết nha. Đây sao vậy? Thì em mời bà con chị mời giùm em mà, thấy mặt mời giùm em có gì đâu mà. Đó. Dạ. Dạ. Nè chị, em mời nha. Bây giờ này chứ cũng còn nhiều nè. Dạ. Ăn lấy thảo mà. Rồi bên đây là cả... cô bắt đầu cũng dọn nè kem rồi. Cô bây giờ dọn mình đi bán ở đâu? Về nhà rồi mai ra đây tiếp tục. Dạ. Ủa còn đây là cái gì cô? À phong phong. À, à phong. Bên đây là nhãn. Nhãn ở xài sắn. Thôi em chào chị nha. Rồi chào cả nhà. Rồi bên đây là chị bán bánh nè, rất là nhiều bánh luôn. Rồi chào chị. Rồi chị bán bánh mì.
Ồ, giờ này cũng còn nhiều nè. Rồi bắt đầu lại dọn. Rồi bắt đầu giờ dọn bán chợ chạy đó hả chị? Dạ. Hả? Quay đóng phim hả? Thì cũng đi quay sớm làng cho bà con đi xe nhớ về cái sớm của mình đó mà. Rồi chị bán bánh mì lâu chưa? À 2 năm. Là nhà mình đây luôn hả? À nhà trên sớm chùa. À sớm chùa. Bán 2 năm rồi, dạo này bán được không? À cũng được là chúng vui vẻ rồi. À, cái này là cái mà rất là hay. Dạ. Chỉ tấu là coi như là lật bài tẩy luôn rồi. Rồi bây giờ Phương với anh Tâm, bây giờ hai anh em mình đi một đoạn trên đường làng nữa ha. Rồi đi một đoạn nữa ha. Quay đi sớm làng đó anh. Sớm làng cho vui không? Dạ, sớm làng cho bà con đi xe nhớ cái làng của mình đó. Dạ. Dạ. Quay ở đây. Dạ. Đi xuống thấu đi kìa quay vô. Dạ. Ở dưới này có ruộng nữa hả anh? Ở trong kia. Đi xe không anh? Cũng đi vô nắng tay cây máy á. À, cây máy á. Dạ. Cây máy rồi. Là đường bê tông không anh? Dạ, đi giờ đường bê tông rồi. Đường liên thông liên xã. Xã không? Liên thông đường này, đường liên thông liên xã. Liên thông liên xã luôn. Dạ. Đi cũng như là bây giờ mình vô trong đây đi về vô là đường Ma Tâm đi ra đường chính luôn. Dạ. Dạ. Bây giờ đường đây đi ra đường lại đường quốc lộ được không? Được hết. Dạ. Cũng ra đường quốc lộ được. Dạ. À, trời, đi kia đi lên cái đường đường này. Dạ. Đi từ đây xuống này. Dạ. Dạ. Ở đây cũng như nó trong cái hổng này nè. Dạ. À, vậy. Nhà anh hồi xưa giờ ở đây luôn. Ở đây luôn. Dạ. Ủa, góc ở đây mà. Dạ, góc ở đây. Ở đây thì bà con đi biển, rồi không đi biển thì đi làm hô đai. Dạ, còn phía trước chung ra là công nhân không ạ? À? Công nhân không ạ? À? À, ờ, vì ở đây thì chỉ có làm hô đai thôi chứ có gì đâu ha? Không, không làm gì. Dạ. Ở đây đi biển xong làm hô đai không ạ? Dạ. Một năm cá người. Dạ. Cái đầu cái gì đâu. Dạ. Ở đây nói chung ra hồ kia thì nói chung ra ông bè chung là ở đây thì nói chung cá nhiều đây thôi. Dạ. Ruộng gạn nước trời, cá một năm một lần đâu. Dạ. Chứ không phải như mấy năm ở đây. Nhưng mới ruộng đây kia hạn hai lần. Dạ. Một đêm một vào năm mới cá một lần một mùa thôi. Dạ. Mà nước tròn mà không cha ăn á. Dạ. Không có mưa. Dạ. Không có mưa thì á như chẳng hạn như bây giờ. Dạ. Thì không có nước. Thành ra dạ. Cái lúa nó thấp chủng rồi. Dạ. Đáng lẽ là lúa bên đây cũng cỡ này rồi. Dạ. Bây giờ từ đây. Dạ. Tại ý là nó không có na không có mưa. Dạ. Thế cho nên nói chung là ở đây thì về hồi giờ cũng khỏe. Dạ. Làm cái gì cũng không lên. Dạ. Không lên là có nghĩa là mình không. Dạ. Bây giờ thời tiết không khó đón. Hả? Ha anh ha. Rồi nhà anh cũng làm biển hả? À, mấy năm làm biển, cháu nhà nó làm biển. Dạ. Hồi kia anh cũng làm biển nhưng mà dạ. Giờ mình lớn rồi. Dạ. Giờ mình giao lại cho con. Dạ. Cho con làm. Dạ. Nghỉ mấy năm rồi? Anh nghỉ mấy năm? 5-6 năm rồi. 5-6 năm rồi. Nói chung ra giờ mình có biết ép á. Dạ. Anh thử làm đi mà ở nhiều lúc dạ. Nó nổ. Dạ. Nó cũng mệt ha anh hả? Cho nên con mới dạ. Ở đây này mình đi biển cũng gần mấy cây nhỏ không ạ? À? Dạ. Ở đây nói chung ra không có đánh bắt ra bờ. Dạ. Ở đây là khu vực thì có 2-3 cây số thôi. Dạ. À, nó xung quanh. Dạ. Gần thôi. Người ta đang đánh bắt xe bờ chắc là người ta đâu bán đâu, ta chạy vô trong hòn rứa hòn đồ ta bán. Rứa dạ. Nó chở đi lên nó. Dạ. 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 Hồi nãy giờ em hỏi nói tiếp chuyện với anh, em hỏi chuyện anh mà em biết tên gì, em quay lên nó nhiều khán giả biết cũng năm. Quả tặng. À, anh tặng. Đó, tên trong là quả tặng. Dạ. Nhưng mà thường gọi ở đây thường gọi người ta gọi là thằng Thúc. Ở dạ. Đây nó có hai tên quả dạ. Tặng quả tặng dạ. Trong anh luôn. Dạ. Nhưng mà anh thường gọi ở đây là tên quả Thúc. Anh Thúc. Thúc Ninh Thịnh là dạ. Ai cũng biết. Đấy. Dạ. Thúc à. Ninh Thịnh. Dạ. Ai cũng biết hết á. Thường thường người ta kêu cái tên sớm làng không à? À sớm làng, Thúc. Dạ, anh Thúc. Em chứ còn xuống đây là nói anh Thúc là mấy chừng được biết. Dạ. Ừ. Thôi em chào anh Thúc. Rồi chúc anh thật nhiều sức khỏe. Rồi, anh cũng dạ. Dạ. Chúc em đi đường cho mạnh rỡ. Dạ. Rồi chiều á,
chiều lên thấy anh Thúc trên toàn thế giới luôn nha. Lên thế giới luôn á. À, cảm ơn dạ. Em. Bạn anh ở nước ngoài là thấy anh luôn á. À. Rồi các bạn bè ở nước ngoài không? Không. Không hả? À, dạ. Làm ở đây, đi học ở đây, thế nói chung là mình. Dạ. Dạ. Đây là bạn à, bè. Dạ. Đây, đây là con rồi, xong bây giờ anh ở trong kia. Dạ, ở trong nào? Ở trong kia đó. Trong kia là trong nào? Ở trong cái xóm, cũng xóm này. Dạ. Ở trong cái trong này chú. Dạ. Dạ. À, đi, đi, lên đây đi. Dạ. Ở đây là đủ đó. Dạ. Đi xuống thoải mái luôn. Dạ. Ở đây là đi không có ai, sợ đi thoải mái luôn. Dạ. Hỏi anh nữa, đây không có em à. Dạ. Thôi chào anh Thúc nha, chào chị. Chỗ này là bán tạp hóa, bán gạo, bán đủ thứ này. Bên này là trường mầm non Ninh Phước. Cơm. Phương đến một cái ngã tư rồi. Cho nên là bánh xèo. Hả? Rồi ăn rồi, cảm ơn. Hả? Quay đúng rồi. Quay sớm giền rồi cho bà con đi xe nhớ rồi mà. Như hồng bên tép 6 ở đồng bánh quay mình nó quay nè. Bên tép 6 ở Bình Thuận nó quay. Cái này con đường buổi chiều người ta bán hàng ăn đồ nhiều không? Không. Ở chợ không? Quay buổi sáng mà buổi chiều cũng đắt. À buổi sáng thôi. Rồi buổi chiều cũng vắng lắm. Nước. À nước thôi. Đồ quán bánh nhã nhã. À. Rồi. Được lên được lên truyền hình á. Được lên thế giới luôn á, chứ không phải tầm thường đâu nha. YouTube mẹ. Ừ, lên thế giới luôn mà. Rồi bên đây là bán bánh xèo mực nè. Cảm ơn nha, bánh xèo combo ngon tuyệt vời. À, bánh xèo trứng. Ở nhớ reo dùng nhân tình ủng hộ bánh xèo. Thôi em chào chị nha. Rồi chào em gái. Rồi bên đây là quán hàng ăn gì đây? Bên đây là cũng hết rồi, bán hàng sáng cũng hết rồi. Bên đây là bán sinh tố. Phường mua một ly sinh tố. Chào chị gái. Rồi rồi, xin chào. Xin chào. Chào chị gái xinh đẹp. Xin chào. Rồi cho em hai ly cà rốt đi. Rồi, ok. Cá hai ly cà rốt liền. Sáng giờ bán được được 20 ly không? Không. Hả? Em bán không? Hơn 20 ly. Rồi xong mau ha. À, quay cho bà con sớm diền đi xe nhớ cái làng của mình. À. Đang đến thịt nè. Rồi bên đây là chị gái bán gì đây? Bán gì? Giờ cũng hết rồi hả? Cũng à, còn. Giờ đắt ra mà cái bữa này ớ à. À. Để hồi giờ đắt ra mà bữa này cái bữa này ớ à. Sao vậy? Bữa này không biết, bữa này xem rồi ớ. Bữa này xem rồi ớ không biết rồi. Hả? Bữa này ăn chay uống nước lọc. À, ăn chay. Mình bữa này ớ chứ. Rồi chị bán bao nhiêu năm rồi? Để 5 năm, 5 năm rồi. 5 năm rồi. Rồi buổi sáng mình có bán cà phê không? Không. Rồi bán chị bán sinh tố thôi hả? Sinh tố thôi, buổi sáng mà cà phê nó giàu. À.
Chị là ở đây luôn? Dạ, ở đây luôn. Nhiều một ly, à, để ít thôi. Để ít thôi. Em một nửa thôi, em bị ho. Đấy, không một ly của em là ít thôi. Cái ly mà ít đé đó là nước nhiều nha. Nha. Có bị lỗ không? Có bị lỗ không? Bé đỡ mày không ta tiền mà mua cái máy luôn. Ăn vậy đó. Chỉ xuống à. Bé đỡ đó. Đó là đỡ mày không ta tiền mà mày mua cái máy luôn. Mua máy luôn đỡ chỉ là chỉ xuống vậy mua thuốc nha. Bây giờ Phương ra lại. Phương đi trên đường làng ha. Giờ chỗ này cũng vắng rồi. Bên này là bán, cũng bán nước, bán xăng này. Này là chị bán, à, chị hái bông điệp. Rồi chào chị gái. Hái bông, bông điệp về cúng à ha. Em cũng đi quay sớm làng rồi cho bà con đi xe nhớ sớm mình đó. Không, mà qua cúng cái gì chứ. Dạ. Quay cúng cái gì chứ. Có gì là có gì. Đâu thì em đi cũng đi quay cho bà con xem đó mà. Xe đi hả? Không, em đi bộ, em đi xe máy em đỡ trên kia. Đâu quay cái thì quay liền. Dạ. Đi nghe nó dò dò cho mẹ ở đâu mà ở đi. Cái gì? Ở đây quen hả? Ở đây quen nhưng mà làm có tiền lắm. Vậy đó, chị làm gì có tiền? Nè, mùa răm á, chú dạ. Biết không? Dạ. Ở đây mùa răm á, mẹ tới tháng 2, dạ. Tới tháng 3. Dạ. Tới làm nước tới tháng 7, chú biết không? Một dạ. Một người làm thanh niên á, dạ. Ăn á, có khi một ngày một đêm. Dạ. Còn phụ nữ một ngày đều bê tăng. Làm răm á hả? Rất răm, răm á. Ừ. Dạ. Thôi á, dạ. Con cháu đây nè, đã dạ. Một ngày mấy trăm con? 400. À. Ừ. Chị làm được mấy tháng? Ví dụ làm được mấy tháng? Tháng 2, dạ. Tháng B, tháng dạ. 4, tháng 5, dạ. Tháng 6, tháng 7. Dạ. 6 tháng. Nó trôi vô trong cái nó trong này. Dạ. 6 tháng. Dạ. Rồi bắt đầu là 6 tháng đó là bắt dạ. Đầu là mình là tự nhiên đi săn, có dạ. Người đi săn nhâm nữa. Dạ. À, ta đi một ngày vô đi xén đi để tôi dạ. Vô là dạ. Một phần 8-9 trăm. Dạ. Gần triệu. Dạ. Còn như chị đồ hơn ghe đạp làm á. Dạ. Cứ một hũ 60 ngàn làm người hơn làm từ họ vô xóm bây giờ ấy, dạ. Cũng như làm bây dạ. Giờ làm tới 5 giờ xong đứa bê trăm dạ. Không làm không ở đâu mà bằng ở đây dạ. Còn như tỷ ở với đây gành nẹo rau cũng trả dạ. Tiền dạ. Ừ. Còn mùa như mùa này thì mùa này nó đậm thì phụ nữ đi cắt hành dạ, cắt hành đi ta làm. Ủa? Làm tỏi làm hành là cho cái ruộng hành á hả hành mình ăn hành lé biết rồi mà ở trong đây có ruộng hành không hả? Có ruộng hành không hay là hành ở chỗ khác chở về đây không ở đây trồng luôn à ủa trồng à à chỉ ở cái chỗ nào người ta trồng hành đâu nhiêu á ở ngoài sao xóm ở trên đây à ở đây là con đường đây nó bê con đường vô trong kia rồi vô trong kia là tỏi dạ. Hành rồi vô trong kia ruộng dạ. Ở ngoài đi biển này nhưng mà vô đá là ruộng nữa dạ. Không có bạn ở đâu dạ. Mà làm ở đây như bây giờ dạ. Nghe tới mùa đậm nè dạ. Rồi khuya 4 giờ ra dạ. Đeo quấn lưới vô cũng kiếm dài 300 dạ. Không ở đâu mà bằng ở Ninh Định đi dạ. Ở đâu nếu mà giàu lên kia là có chết luôn dạ. Ở đây là đất này con đồ học này mới trả tiền dạ. Dạ. Không là không bây giờ mày nói không ở đâu mà quen Ninh Định dạ. Đi ấy dạ. Cái đàn đi đàn ông này cũng có tiền chỉ là dạ. Về quế là làm không tiền thôi dạ. Như tới mùa rong mà khoảng 70 á sắp dạ. Cái túi nhựa dạ. Đi ra ngoài biển dạ. Gì chứ lụm cũng một trận lét cũng kiếm được 100 dạ. Ngàn ủa lụm cái gì ngoài biển lụm rong á à lụm rong á dạ 7-8 ngàn ký dạ. Chỉ làm biếng thôi dạ. Còn làm xương bức đây là cá tiền dạ. Chị á làm nhum mẹ sáng lại á biết không chị thấy rong nó tắt vô dạ. Thèm dở sợ luôn cầu mưa dạ. hốt rải lên đá dạ. Nhưng mà bắt đầu mắc mưa với tỷ hồi nó không mưa
Yeah. Thì mình làm mình hốt một tệ thôi. Yeah. Mưa còn có 70-80 kg à. Yeah. À thế cùng xong hốt một lét vô cũng kiếm vài trăm nghìn. Yeah. Không ở đâu mà quê ở đây nó được luôn. Yeah. Nếu mà ở đâu mới được ở làng đây là đặt được luôn. Yeah. Ở trước thì biển, sau thì rừng. Yeah. Đi chặt coi với tỷ bây giờ mình lên núi cũng có chặt củi rồi. Rồi làm hành, làm đồ. Làm hành, tỷ giờ tới mùa đây như á như giờ đó đi nhổ đồ khoảng. Các đồ khoảng, ngày bê cam cá, hai cam cá. Dạ. Chứ còn như tên dân tộc á, đàn ông người ta làm ngày kiếm 200 ngàn rất là ghê luôn. Dạ. Cho nên ở đây dễ làm tiền lắm. Dạ. Nó đẳng luôn, nếu mà không ở đâu mà bằng ở đây. Dạ. Chị tên gì? Yến. Dạ. Em hỏi là nhiều bà con đi xe đây nhớ đến chị Yến. Yến thì Yến. Dạ, chị Yến. Ở Ninh Tịnh, Yến. Dạ. Thường thường là kêu ở, tên ở xóm diện là Yến luôn hả? Yến. À, Yến luôn. Thôi em chào chị Yến nha. Yến vợ sống nhiều lẹ. Dạ. Nói mà chị Yến vợ sống nhiều lẹ. Ai cũng biết hết. Dạ. Ừ. Cho nên nói thẳng luôn, ở đâu cũng bằng, ở đây ấy. Dạ. Chị cũng có đi vô Phan Thiết ở 7 năm. Dạ. Chị làm trong đá ngờ biển, nói dạ. Đi đi ngờ biển, trong đá nói gì, họ làm ầm ầm cá dạ. Vậy mà đến khi động cá này, dạ. Xăm lưới xăm chài đủ hết, dạ. Vẫn nữa. Dạ. Nhưng mà mình làm nhiều vơ chị. Dạ. Nhưng mình ở đây nó nhiều như ví dụ là hết biển á thì đi làm ruộng, làm hành, biển, làm hành ruộng. Dạ. Còn ở trước đây nè, bây giờ tháng này đổ lên đó nghe là đàn ông đi lưới sáng đàn bè gỡ. Dạ. Sáng đàn ông ta đi đê. Dạ. Đàn bè đê gỡ bén kiếm 500 con. Dạ. Học hành được. Dạ. Đó. Rồi tới mùa răm làm là rồi tới mùa nhum làm. Dạ. À, nhum mới làm do người ta ghi, người ta lặn vô mình. Dạ. Mình không có ghi ấy. Ta vô ta kêu mình làm. Dạ. Làm như trường hợp mẹ cái nhiều khi ghi vô sớm bây giờ. Dạ. Mình làm tới 5 giờ kiếm thứ 200 ngàn. Dạ. Ngon rất là nhẹ nhàng. Dạ. Gã lấy đè lấy gạch đè rồi bắt đầu chủ tôi bán tôi đưa tiền. Dạ. Đó. Rồi cái nhiều khi mà làm xong cái nhiều khi là ghi khác vô nữa ta kêu nó mình. Dạ. Làm kiếm 100 ngàn, 50 ngàn nữa. Dạ. Không ở đâu nữa thiệt chú, không ở đâu bằng ở Ninh Tịnh này. Dạ. Rồi em chào chị nha. À, cảm ơn chú nha. Chúc chú nhiều sức khỏe nha. Dạ, em cảm ơn chị nhiều. Chúc chị thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui. Video này cũng dài, bà con cô bác chị. Đến đây thì Phương cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn lại video sau thì Phương tiếp tục đăng cho bà con khán giả xem. Một lần nữa, Phương xin chào và hẹn gặp lại.